Anh ơi, mai mày sang lớp anh nhá. Sang lớp anh làm gì? Lớp anh xa tít cuối tận gốc trường á. Em qua đến nơi chắc hết giờ ra chơi mất. Mà anh định cho em cái gì à? Anh định cho mày một bất ngờ. Bây giờ nhá, mày sang lớp anh, mày bước vào cửa một phát, nhìn sang bên tay phải, ui giời ơi, ở đây có một con yêu quái nhá, trông kinh lắm. Ê, anh Tuấn ơi, vào lớp anh sang bên phải có cái gương mà. Chính xác luôn. Anh bảo ai là yêu quái đấy? Mày đoán xem nhá. Này, nhìn này, chuẩn bị yêu quái xuất hiện rồi đấy. Ui giời ơi. Thôi. Nếu mà mày không muốn sang lớp anh ấy thì mày xuống phòng báo bảo vệ nhá. Vẫn bước chân vào cửa, nhìn sang bên tay phải. Đấy, ở đấy có một con yêu quái nhá, giống hệt mày luôn. Nhưng mà ở đấy làm gì có cái gương nào? Thì ở đấy không có gương, thế nhưng mà có con chó. Anh lại bảo em là chó à? Thôi lần này em đánh cho anh hết bóng luôn. Ôi trời ơi. Đố mày bắt được tao đấy. Khoan. Thôi. Thôi luôn. Hà Tổ, sao nhìn mặt mày như kiểu mày đang ngâm nước thế? Hôm nay em ăn cơm một mình các anh chị ạ. Bố em đưa anh Hiếu đi viện, chiều tối mới về cơ. Ồ, thế cơ á? Tao tưởng là thằng Hiếu nó chỉ ốm xoàng thôi, ở nhà nghỉ một hôm là khỏi. Ui, thế nặng đi tận viện cơ á? Thế cụ thể là ốm như nào, ốm làm sao? Anh Hiếu bị đau bụng các anh chị ạ. Sao các anh chị lại như thế? Không phải là anh Hiếu á, ăn đồ ăn của em nấu nhiều quá, xong đau bụng phải đi viện đâu. Thì bọn chị có nói gì đâu, thì em tự khai đi chứ. Thôi, đi bà nhà Nhung nhờ, An nhà, mình đi bà nhờ. Thôi Hảo ơi. Quả này chết rồi. Anh cứ để em. Thảo, em muốn gì em nói đi. Hôm nay em ở nhà một mình, các anh chị sang nhà em ăn cơm nhá. Em nấu cho các anh chị ạ, món này cực ngon. Với sự quen biết lâu năm giữa em và chị, và với sự hiểu biết về trình độ nấu ăn của chị với em, thì chị xin tuyên bố với em rằng lời mời của em chị nhận, chị sẽ nấu ăn với em. Đi. Mấy cái người kia, thế không nhanh đi về nấu cơm đi, không đến chiều không được ăn cơm trưa bây giờ. Được rồi, bây giờ em vào nhà, em sẽ cắm cơm. Chị An thì đi mua đậu. Còn chị An, anh Tuấn với lại chị Nhung đâu? Trốn mất rồi chứ đâu. Nhưng mà thôi, không sao, chị vào đi, em nấu cho chị ăn. Thôi, chị không muốn đi viện như anh Hiếu đâu. Sao hồi nãy chị đồng ý là về nhà nấu cho mọi người ăn cùng em cơ mà? Thì chị đồng ý là nấu cho mọi người ăn, chứ chị có đồng ý là ăn đâu. Chị đau chân quá, thôi chị phải đi về đây. Chị An ơi. Anh thấy nạn bỏ em, anh đúng là anh em gây khế. Thế đứa nào bảo là em về nhà nấu ăn với nó? Thì em tưởng là mọi người cũng sang nhà Thảo ăn cơm, nên là em sang nấu cùng nó để sửa món ăn cho mọi người dễ ăn hơn còn gì. Úi giời, ăn đồ của Thảo Tô nấu thì bị đi viện khoảng 3 ngày. Thế nhưng mà ăn đồ mày nấu á, chắc phải đi viện cả tuần đấy nhỉ. Anh chán sống à? Làm gì có cái đứa nào mà thể hiện độ chán sống bằng cái việc nói thật đâu ha. Mà anh này, anh thấy mày nấu ăn cứ như kiểu phù thủy ấy, không biết là nấu ăn hay là chế thuốc độc nữa. Anh đã thẳng thắn như vậy thì em sẽ không nương tay nữa. Anh chết với em. Anh đứng lại, anh bảo ai chế thuốc độc. Mày bắt thế nào được tao á? Ôi trời ơi, dù gì á, mày cũng chỉ là em tao thôi nhá, chân tao dài cả mét thế này cơ mà. Ôi trời ơi, tao đổ mày bắt được tao đấy. Chưa này. Này, đánh xong rồi anh em mình bây giờ đi vào đi. Anh Tuấn, chị An. Anh thấy chưa, tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa rồi. Anh cứ ở yên trong nhà để em đánh thì có phải là đỡ hơn không? Bây giờ ra đây lại gặp cái Thảo Tố rồi cái kia, phải làm nào bây giờ? Đây,
Tao có một vỉ rồi, tao cho mày một vỉ. Tí mà thấy không ổn á thì uống luôn vào nhá. Cất đi, cất đi, cất đi. Anh Tuấn, chị An, đi ra hàng này em có món ngon muốn chiêu đãi anh chị. Ui dồi ôi, em nấu cả trưa nay đấy, ngon lắm, đi 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 đi. À, bọn anh vừa ăn cơm trưa xong bây giờ vẫn còn no lắm. Với cả là phải đợi Nhung Xoe ra nữa ăn nó mới ngon, chứ thiếu nó ăn mất vui. Anh chị yên tâm, em bắt được chị Nhung đây rồi. Con Xoe, tao tưởng mày thoát rồi mà mày vẫn bị bắt à? Thôi, không nói nhiều, nhà em thẳng tiến nhá. Nhanh lên á, không được ăn nguội mất. Con lu nhà em nó lại phải ăn, nó đau bụng chết mất. À, ý là nó no quá, nó ăn nhiều nó no bụng mà nó no bụng. Đây của chị Nhung đây. Rồi, bây giờ các anh chị đợi em ở đây nhá. Em ra ngoài lấy đồ ăn đã. Ồ, chúng mày ơi. Tao cứ có cái cảm giác như kiểu đây là bữa ăn cuối cùng trong series phim này hay sao ạ? Tao thấy hoang mang quá. Không phải mình anh đâu, em cũng thấy hoang mang quá anh ạ. Mọi người ơi, hay là bây giờ mình đi trốn đi. Em cũng nấu ăn tệ nên là em biết. Những người nấu ăn tệ á, họ thường không biết họ bỏ cái gì vào nồi đâu. Cứ cái gì trong tầm với là cho vào hết. Anh nhìn gì, em nói thật mà. Có lần á, em còn bỏ cả hạt tiêu vào cốc cà phê của anh đấy. Mọi người ơi, đây rồi, đây rồi. Thôi muộn rồi, chưa kịp trốn nó đã đem vào rồi. Xin giới thiệu với mọi người, đây là món canh ốc bươu vàng nấu với rong biển vị cà phê. Đấy, xin mời. Ôi dồi ôi, Gián đây cháu ơi, Gián. Ô, Tiểu Cường à? Việc cái gì? Rồi, bây giờ hết có Tiểu Cường rồi. Xin mời mọi người. À, Thảo Tụ, ôi anh Hướng biến thành người nhận kìa. Đâu? Ôi dồi ôi, bây giờ mày cởi quá rồi chúng mày ơi. Chúng mày, bắt con Thảo Tụ lại, lấy chìa khóa ở trong túi nó, xong rồi tẩu thoát, nhanh, lên. Đây rồi. Ê, đây rồi. Các anh chị không chơi với em nữa đúng không? Thôi được rồi. Thế bây giờ mọi người đi thôi em, đi tất, đi. Đi. Ngày hôm nay để đảm bảo an toàn cho tính mạng cũng như là giảm thiểu ca bệnh nhân cho khoa tiêu hóa của bệnh viện thì em sẽ đứng ra thay vị trí của anh Hiếu nấu cho mọi người ăn và sẽ truyền lại bí kíp nấu ăn cho Thảo Tổ. Nhiệm vụ của Thảo Tổ là nghe, nhìn và ghi nhớ để lần sau còn biết mà làm cho đỡ khổ. Hôm nay em sẽ nấu món sủi cảo chiên. Ồ, nhưng mà chị Nhung ơi, chị nấu món gì mà nghe lạ thế? Đúng, đây là một món ăn rất quen thuộc. Ờ, vậy à cái gì? Cái món đấy bán ở cổng trường suốt đấy chốc. Nhà anh có tiền ăn. Chứ đây á, bố em cho em tiền á, đến tiết 2 đã hết rồi, tiền đâu mà ăn. Ê, tao quên mất. Anh hay quên quá. Cứ ăn thì lại quên em, còn làm thì mới nhớ đến em nhỉ. Thôi, mọi người đừng có cãi nhau nữa. Bây giờ Nhung, nấu cái món đấy á, phải chuẩn bị những cái gì để mọi người còn đi chuẩn bị. Làm sủi cảo chiên thì tất nhiên là cần sủi cảo rồi. Bây giờ là đang không có sủi cảo. Anh Tuấn. Hả? Hả mới hỏi cái gì? Anh chả tập trung gì cả. Cái Nhung nó bảo là phải có sủi cảo kìa. Cái sủi cảo thì đi mua chứ có cái gì đâu. Thế anh nghĩ ai là người đi mua? Thế tao. Thế không đi. Mày đi cùng với tao đi. Chứ bây giờ á, đi mua sủi cảo ở nhà bà Sinh ấy, trên đường đi ra đấy, có nhà có con chó mới đẻ, tao sợ lắm, nó cắn tao đấy. Thôi được rồi. Nhung ơi, thế bây giờ cần thêm cái gì nữa không để bọn tao còn đi mua? À, cần dấu ăn với tương ớt nữa. Được rồi. Anh Tuấn, đưa tiền cho em. Góp thì phải góp vào chứ, tại sao lại bắt tao đưa tiền? Vì em biết anh sợ tím mắt mà, đúng không? Nè. Đi, chị em mình đi nhóm bếp. Tự nhiên lại tiêu hết tiền. Đi chơi với chú mày á, hôm nay tao lỗ nặng. Anh lại còn kêu à? Được đi chơi với em á, là anh hơi bị lãi rồi đấy. Trời, lãi, lãi, có mà lãi cục tức. Chồng, lại rồi. Thôi đi nhanh đi, không cứ Nhung với cái Thảo đang đợi kia kìa. Anh mà đứng đây làu nhào nữa, em đấm cho lại bảo em cục xúc.
Xoài xoài kìa. Xoài kìa. Anh định làm gì? Hai trộn chứ còn làm gì nữa. Ui, nhưng mà anh ơi, hình như đây là cây xoài nhà anh Long Tổ đấy. Đúng là cây nhà Long Tổ. Thế nhưng mà thằng Long Tổ hôm nay bị bà Hạ, bà phạt đi cuốc ruộng ở xa lắm. Còn lâu nó mới bắt được mình. Hái thôi. Ê, không được. Sao lại không được? Mày nhìn kìa, quả xoài ngon thế kia. Mà tao lại có bột canh ở đây. Ôi trời ơi, bây giờ nhá, có một miếng xoài đấy chấm bột canh, úi xoài ăn phải gọi là quên sầu luôn đấy chứ. À mà bây giờ nhá, mình hái quả xoài kia đem về cho con Nhung con Thảo ấy, xong mình sẽ làm xoài dầm, ăn sủi cảo xong mà ngấy ấy, còn miếng xoài dầm vào, úi trời ơi, ăn thì có vẻ gọi là buổi chiều hôm nay là buổi chiều tuyệt vời nhất luôn. Hái thôi. Hái, anh không được hái. Này, mày không ăn thì tao ăn nhá. Cái gì mày cũng có thể cản tao được. Thế nhưng mà riêng quả xoài kia chắc chắn nó sẽ bị tao hái nhá. Tránh nhá. Dừng lại. Em bảo anh dừng lại cơ mà. Tại sao tao tao không được hái? Thì em hái. Trông anh yếu đuối hậu đậu như thế kia, ném quả xoài rơi xuống đất dập mất có phải là phí ra không? Tránh ra xem em thể hiện đây này. Được dép đây. Tưởng nó cản mình, không cho mình hái. Ai ngờ. Ôi ôi, nó đúng là em mình thật đấy. Ôi ôi. Hảo em gái. Chuyện. Thôi bây giờ em với anh đi về chỗ Nhung Thảo đi. Đi đi đi. Ôi giời ơi. Chiều thật đấy. Đấy. Được rồi. Bây giờ nhá, chỉ cần cho vào chiên, đợi nó chín vàng lên, thế là ăn được rồi. Hey, Thảo Tô chú ý vào đây này. Muốn biết là dầu sôi hay chưa thì cho cái đũa này vào dầu này. Thế nó sủi bò lên nhiều, tức là sôi rồi. Hiểu chưa? Em... Ôi, nhìn cái mặt kìa. Hiểu chưa? Nói lại chị xem nào. Thì lấy dầu nhúng vào đũa, xong khi nào mà đũa sủi bọt mạnh là được ạ. Thôi hỏng thật rồi Thảo ạ. Mình bỏ qua đi. Cái gì khó quá thì bỏ qua. Thảo Tồ thì nó phải như thế thì mới gọi là Thảo Tồ chứ. Nó mà khác thì gọi là Thảo Khôm nó rồi. Bây giờ tiếp tục nhá. Cho sủi cả vào chảo để chiên. Thảo Tồ, tập trung vào đây. Vâng ạ. Chị Nhung nhờ. Đây ạ, là món đơn giản nhất. Cố nhớ sao mà làm biết chưa? Vâng, em nhớ rồi. Nhớ rồi. Thế nhưng mà nhớ đổ chảo dầu vào đũa. Bao giờ đũa sôi mạnh là được, đúng không? Chị Nhung bảo em thế mà. Chị bảo thế bao giờ? Đấy. Chị bảo ngược lại mà. Thôi mọi người ơi, được rồi, ăn đi, em thèm quá rồi. Được rồi, ăn đi. Ngon quá mọi người ạ. Nhưng mà món này hơi ngấy. Khi nào cảm thấy ngấy quá thì ăn một miếng xoài để reset lại. Đấy. Chị Nhung ơi, chị nấu ngon không khác gì anh Hiếu đâu chị Nhung ạ. Món này cũng đơn giản thôi mà. Cay quá chúng mày ạ. Giờ mà có cốc nước đá thì cứ phải gọi là tuyệt vời. Đợi em tí, có luôn. Đúng không ạ? Xin nhá. Em uống với. Em nữa. Sao,
ăn ngon thật đấy. Anh em này này, ăn cho lắm phải vào xin tiêu cành. Nước chết rồi. Không được, em đi trước. Mày sao đấy hả? Mày đi tầng tầng 3, tao đi tầng 2. Em không thể chạy lên tầng 3 được. Ôi không, để chạy thì ngồi im đấy nhá. Tao lên tao giải quyết phát đi. Không được. Thế nhưng mà tại sao con Nhung nó nấu đồ ăn cho mình mà lại đau bụng được nhở? Ui giời ơi, em làm sao mà biết được, hay là đồ ăn có vấn đề? Thế để tao gọi con Nhung xem nào. Ê ơi. Alo Nhung à? Alo, em đây Tuấn tỷ tỷ. Mày có bị đau bụng không? Không, em có sao đâu. Mà Thảo Tồn đang ở nhà em để học nấu ăn, nó cũng có sao đâu. Anh bị đau bụng à? Tao với cả con An ấy, đang chạy đua với Tào Tháo nãy giờ đây. Chả hiểu bị làm sao nữa. À, em nhớ rồi. Bọn em không đau bụng ạ, là vì không uống nước lạnh vì ăn xoài xanh. Xoài xanh với nước lạnh á, là combo té rè đấy, anh không biết à? Thế á? Thế tao không biết đấy. Anh, thôi nha. Con kia đứng lại. Kinh quá. Thảo Tô, nấu chị xem nào. Vâng. Chị Nhung ơi, bỏng tay rồi chị Nhung ạ. Thảo ơi, em thả vào thì em thả nhẹ nhàng thôi, thả đến cộp cái thế thì nó sẽ bắn nhỏ. Em biết đâu được á. Thì được rồi, làm lại đi. Từ từ thôi, từ từ nhẹ nhàng thôi nhá. Vâng. Thôi để chị đi uống nước đã, uống không chị lấy nhỏ. Em không. Thế nhá, làm đi, chị đi uống nước. Thảo, làm gì đấy? Chị bảo em phải thật chậm mà, nãy giờ em cố gắng chậm lắm rồi đấy.